Ông Lê Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hồng bị tạm đình chỉ để kiểm điểm trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Lê Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hồng để kiểm điểm trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch. Trước đó, sáng 27 tháng 8, xã Xuân Hồng có công dân từ huyện Nông Cống, nơi đang giãn cách theo chỉ thị 16 trở về địa phương. Người này thuộc trường hợp phải cách ly tập trung. Tuy vậy, khi về xã Xuân Hồng, công dân này khai báo y tế không trung thực. Cụ thể, người này về từ xã Tế Nông nhưng khai báo về từ xã Tế Tân. Xã Tế Tân đã sáp nhập vào xã Tế Nông, huyện Nông Cống. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân, trạm y tế xã Xuân Hồng đã không xác minh cụ thể địa bàn, khuyến cáo phòng chống dịch và tham mưu đề xuất áp dụng hình thức cách ly y tế đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hồng không sâu sát chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin khai báo của công dân mà đã ban hành thông báo biện pháp theo dõi y tế 7 ngày đối với trường hợp này. Đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, chính quyền xã mới phát hiện sự việc và chuyển trường hợp trên đi cách ly tập trung tại huyện. Trước đó, ngày 28 tháng 8, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Đình Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa. Theo đó, ông Dinh bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm sau vụ việc một quán karaoke tại địa phương này bị phát hiện hoạt động lén lút.